Chính xác. Bố mày quát mày đấy. Giờ mày tính làm gì bố mày nào? Thứ nhất, bố mày hỏi mày, ai mới là nóc nhà? Thứ hai, mày là người yêu của ai? Của bố mày. Bố mày không quát mày, bố mày qua nhà hàng xóm, bố mày quát cho nó vô duyên dạ. Khiếp, mày làm như mày oan lắm ấy. Cái lúc mày làm bố mày điên tiết, bố mày sôi máu lên thì chả thấy mày dễ thương như thế đi. Cái lúc nào mà bố mày quát rồi, ê, anh quát em mà. Có công chúa nào mà lươn lẹo như mày không, bố mày đấm cho bây giờ ấy.